Chào anh chị các bạn. Sau khi mình làm xong cái header rồi á, thì tiếp theo á, mình sẽ cấu hình tiếp cho phần lasso móc xanh này. Mình cấu hình về màu sắc, phông chữ, layout các kiểu luôn, là một lần luôn. Để đi tiếp theo cái phần phía dưới cho nó dễ dàng hơn. Rồi mình sẽ cái phần này, khi mà cái phần này làm, tôi sẽ làm từ từ cho các bạn hình dung ra ha. Rồi, đây mình sẽ vô cái phần là thêm móc xanh. Ở đây. Rồi, tiếp theo mình, cái header mình làm xong rồi ha. Thì bây giờ tiếp theo mình sẽ vô cái phần style. Style đây mình cấu hình gì? Color, màu sắc. Thì màu sắc chủ đạo của website mình là màu gì? Nãy mình lấy rồi, mình nói màu sắc chủ đạo của tôi chính là cái màu này nè. Đó, màu này. Thì tôi chọn cái màu chủ đạo của tôi đâu. Có màu tiếp theo màu gì thì mình còn là một màu thôi. Mình là giống nhau luôn. Giống một màu luôn. Cho dễ. Rồi cái này để màu này đi. Màu base color chính là gì? Base color chính là màu chữ. Màu chữ chính là màu của những cái bài viết tin tức, những cái chữ viết trên đó. Thì đây để 777 mình để lại màu 000 đi, màu đen. Rồi headline chính là những cái tiêu đề hoặc là cái line nè, đây headline nè, đó. Cho cái màu chủ đạo của size luôn. Divider color chính là cái kẻ này nè. Cho màu chủ đạo lấy màu này luôn. Rồi link chính là những cái nào được link. Được link thì tôi cho cái màu này luôn. Tôi cho cái màu chủ đạo của size làm luôn. Hover vô thì tôi cho cái màu này đi. Ra màu này tùy theo thích nha. Rồi link đây, link color của thằng widget màu này luôn. Hover vô tôi cho lấy màu này luôn. Rồi mấy cái add to cart, mấy cái review cái này, ví dụ add to cart là mình cho màu này luôn đi. Add to cart chính là cái thêm vào á, thêm vào giỏ hàng, sale cho màu chủ đạo luôn, lấy một màu thôi. Rồi tạm thời tôi lấy một màu thôi. Nhiều. Lấy một màu đi, tạm thời chọn một màu trước đi. Rồi từ từ đi ra đây. Giá nè. Sale lấy giá khác đi, sale màu đỏ đi. Đó. Đây. Xong không? Đang. Rồi xong quay lại. Color global color này không cần nha. Cái này không cần chỉnh. Topography là gì? Topography chính là chỉnh phông chữ. Phông chữ ở đây thì mình sẽ muốn xem phông chữ thì ở đây mình sẽ vô cái chỗ là Google Font. Google Font vô đây mình sẽ coi mình thích cái phong nào mình gõ ông đó, mình chọn đây là Việt Nam nè, đây ngôn ngữ mình chọn đây ha, Việt Nam. Ở Việt Nam ra những cái phong liên quan đến Việt Nam, mình thích phong nào thì mình cứ lấy cái tên qua đây mình gõ vô mình làm. Ở đây tôi nhớ luôn cái phong của tôi là phong Roboto. Ví dụ xài Roboto Consider đi, ví dụ đi Roboto này. Ở đây cũng vậy, Roboto. Roboto condition nè ha. Roboto. Đó. Rồi này cái logo của cái menu là navigation chứ là menu. Nè đây menu nè, Roboto luôn. Rồi cái phong mà cái phong dancing ship là cái phong nghệ thuật, để đi không cần. Rồi thì những cái này, cái nào ví dụ navigation tab mình muốn uppercase này, tất cả uppercase, muốn cái nào mà có uppercase mình chọn lại nắp màu ha. Đó. Rồi tôi xài phong này đi ha, ví dụ như vậy. Cái chỗ headline này mình cho nó 700 đúng không, đây 300 hết 700 thì to quá thì mình sẽ cho là 300 ở đậu đậm đó này. Đấy rồi, ở đây có 500 không? Có 500 là Roboto thường, có 500 Roboto Momo cái gì đây, Roboto Momo đây, và Roboto Autograph thì nó có chân nè, Roboto này đúng không ạ, sorry Roboto Roboto không nè, ví dụ Roboto không. Roboto không thì nó khác chút, Roboto không tùy theo mình muốn xài cái nào mình xài. Tôi xài Roboto không thì nó đang vậy,
Đó, mình có thể xài phông chữ ở đây, chọn Roboto không hay không, không có cái Roboto không và đẹp hơn Roboto. Đó. Rồi, như xong mình sẽ đang. Rồi bạn thích phông chữ nào mình vô đây mình lựa để mình làm ha. Rồi. Rồi bật lại đây. Rồi, custom CSS thì đây mình không có custom CSS, thì custom CSS này là cho máy tính nè, cho máy tính bảng nè, cho mobile nè, đó. Mình bỏ vô mình viết mình bỏ vô. Đây mình chưa. Email inbox. Chọn vô luôn enable. Multi gallery on by nè, chọn vô luôn nha. Rồi, sau khi mình cấu hình sai xong rồi, tiếp theo mình sẽ cho cái layout của con lóc. Mình lít vô con lóc đi. Để mình cấu hình cho nhìn nó dễ ra con lóc, mình sẽ vô lóc. Mình sẽ vô lại global trước. Global mình tới muốn cái chỗ này nè. Cái số này hình tròn hay hình vuông hay hình gì đó, mình cho ở đây đi. Tròn. Thì đây hình tròn. Rồi chỗ dấu ba chấm này mình cũng muốn không? Không, bỏ luôn. Đây nó không có cho mình, nó mất. Rồi tiếp theo mình là lock layout. Lock layout muốn gì? Muốn mình xe 3 bên trái bên phải. Đây mình như vậy xe 3 vậy ok rồi. Rồi divider xe 3 nghĩa là cái chỗ đây nó sẽ có cái border chỗ này. Mình muốn không? Muốn thì không, bỏ qua thì ở đây nó sẽ không có. Còn muốn thì bấm lên. Vậy thôi. Lock layout thì đây cho mình normal là kiểu này. Còn inline là kiểu này. Inline nè, inline chính là cái kiểu này. Inline là kiểu này nè. Đó. Inline. Đó. Inline nè. Inline kiểu này nè ha. Inline kiểu này là list là kiểu này. Rồi two column chính là sao? Chính là nó sẽ chia làm hai cột, để xuống dây. Three column nó chia làm ba cột. Đó, xuống vậy. Và list là như vậy. Ở đây nằm trái nằm phải nè, left. Nó như vậy đi. Đó. Còn này như đây để inline đi, cho coi cái này sao đẹp hơn không. Đó. Cái này đâu có cái này cái tiêu đề nằm trên, chữ nằm dưới. Đó, tùy theo mình có thể để chọn nha. Rồi. Rồi, cái div này chính là có nó có thể cho mình có cái này là gì? Cái bo cái drop down phía dưới của mỗi cái bài viết này. Đây nè, mình thấy không nè. Một cái bot đó nó sẽ có một cái drop down, mình thấy không? Hover vô có drop down luôn, ví dụ như vậy. Không. Tùy mình muốn nha. Rồi. Rồi, tiếp theo xuống dưới đây không cần hết. Đó. Kitty xe 3 là cái xe 3 này nó có đứng yên hay không? Muốn mình muốn Kitty nó đứng yên, cái xe 3 đứng yên luôn. Nè, còn nội dung bên đây tính sao? Nội dung bên đây là nó nằm trong size 3 width get, thấy không? Mình không có thấy à, xe 3 ghép phải vô, xe 3 ghép phải chỗ được. Rồi, tiếp theo assign. Assign là trang lưu trữ, chính là những cái trang lưu trữ của nó. Đây, trang lưu trữ mình làm cũng inline luôn. Giống vậy luôn nha. Rồi single box chính là lít vô trong. Chứ vô trong chính là cái trang nội dung bên trong. Trang nội dung bên trong mình như thế nào, có xe 3 như vậy luôn. Rồi có, ví dụ muốn có như vậy đi. Ví dụ mình muốn nó top full là như vậy. Đó, hoặc là mình muốn như thế nào đó thì mình chọn vô no xe 3 hay gì đó ha. Header meta, feature máy, vân vân, bỏ vô ha. Giờ tôi muốn như vậy đi. Đó. Ví dụ như vậy. Rồi. Featurebot đây mình không cần, bỏ đi. Bỏ đi luôn. Hai featurebot luôn. Đó. Đó. Rồi, thì sau này mình cấu hình xong cái lock ha. Rồi tiếp theo mà cấu hình tiếp cái WooCommerce. WooCommerce cũng giống vậy, mình phải click vô WooCommerce để mình coi cái cấu hình thế nào, click vô đây. Đầu tiên mình cấu hình cái phần là nhân vật sản phẩm trước. Một sản phẩm đây, cái chỗ hiển thị này để mặc định ở chỗ là shop bay thì mình sẽ có catalog layout, mình led size bar, right size bar, mình để đây dạng như mình để
right sidebar, left sidebar mình để nha. Đây tôi để, ví dụ đây tôi để right sidebar đây chẳng hạn. Nằm bên đây. Hoặc là left sidebar, đó tùy theo. Tôi làm sản phẩm mà tôi làm là left sidebar đây nha. Rồi. Hiện như tôi hiện dạng ô, dạng lưới nha. Rồi có hình ảnh nó có tự động nó so nó bằng nhau không? Mình chọn ở đây nghĩa là hình ảnh nó sẽ tự động nó cho bằng nhau luôn. Cho đừng có lọt chọt hình ảnh nha. Cái chỗ này quan trọng á, nếu mình không lấy. Rồi. Thumb by size chỗ này. Kích thước chiều dài ảnh chính nè. Và chiều dài ảnh phụ bao nhiêu. Cắt ảnh hay không cắt ảnh thì ở đây mình chọn ở đây chưa cắt nha, không cần cắt nha. Và cắt. Nha. Cắt về tỷ lệ 1:1 cũng được. Cắt về tỷ lệ 1 sẽ cắt về 600x600 hoặc 300x300. Rồi. Rồi quay lại ở phần danh mục sản phẩm này mình chỉnh tiếp. Số sản phẩm trên một trang là 12 trang. Đúng không? Rồi một hàng cái trên desktop là 3 hàng hay là 4 hàng, tôi để 3 hàng. Trên máy tính bảng là cũng 3 hàng luôn, trên mobile là 2 hàng. Nha. Rồi xuống đây. Cái title rồi mình chỉnh như nào, title để dày. Cái này thì nó có màu trên này, hoặc là để ngay giữa dày. Đó, ở đây dày tùy theo mình thích nha. Rồi. Show home lên album rồi show luôn ha. Show. Rồi cái rỗng nền hay không tùy theo cái layout mình có muốn xài rỗng nền thì bỏ vô đây. Rồi tiếp theo. Cái category box. Đây mình làm dạng này định như đi ha. Product box chính là cái này. Product của mình thì mình chọn cái giữa. Nên cái giữa thì cho nó ra giữa nè. Đó, rồi. Cái khi hover vô thì kiểu nào hover vô zoom hay là xem hình thứ hai hay như thế nào đó thì mình cho là zoom face. Đây tôi để mặc định luôn. Bắt mày nghĩa là quay cái hình kế tiếp. Có hình kế tiếp. Ở drop shadow có drop shadow hay không? Drop shadow có hay không? Tôi cho đây drop shadow đi. Như drop shadow nghĩa là nó có bo. Bo này. Đó, bo vậy. Hover drop shadow luôn. Rồi. Có show ra cái nút add to cart hay không? Bỏ luôn. Sau lúc mua hàng ra luôn thì đây xem vô bỏ thêm một giỏ ra. Cái nút mua hàng của mình là biểu tượng gì? Biểu tượng outline hiện tại đang coi. Hoặc là biểu tượng share này. Đó. Tùy theo mình muốn nha. Tôi để outline đi. Rồi có show category ra hay không? Không cần đi. Không cần, ví dụ không cần. Đó. Cho gọn lại. Rồi. Show cái short description là mô tả ngắn hay không. Đây có divid view nè, mình muốn view xem nhanh, mình disable with view là mình bấm vào đây là đấy nè, không hiện cái nút with view luôn. Rồi quay tâm là cái sản phẩm nó sẽ okay, những cái ô box này nè, nó sẽ tự động bằng nhau. Enable phần trăm sale nghĩa là khi mà có sản phẩm có sale thì để cho mình là giảm giá bao nhiêu phần trăm sẽ tự động tính cho mình luôn. Chỗ này sẽ hiện đây. Đó, đó là xong cái phần in 1 ha. Rồi tiếp theo tới cái product bay. Product bay này mình click vô product bay để mình xem mình chỉnh nha. Product bay thì ở đây mình cho cái sidebar nằm bên trái bên phải vậy đó mình cho. Ví dụ như là left sidebar, right sidebar đó mình để. Đó. Nó đây ví dụ như mà muốn là nó cái sidebar đi thẳng vô luôn, nó nhỏ, nó lớn ra đi thẳng vô luôn thì chọn đây. Còn đây thì đây mình có xe ba nè. Thẳng xuống đây, còn dù mình chọn cái xe ba này á thì nó không có, tại vì nó không đủ chỗ, nó không hiện ra. Rồi cái chỗ Rodot MA này muốn cái hình nhỏ nằm dưới nằm ha, nằm bên trái. Rồi hiển thị 50% hay là bao nhiêu, ví dụ ở đây mình có hiển thị 7 12 thì lớn hơn chút, hình nó lớn hơn chút. Test Align Center ha, là Right Minimum gì đó, cái form gì đó, form last đi ha. Cái form đây nè. Cái form size này đây. Kích ti mà để kích ti Eto Card luôn rồi. Cái Eto Card nó nằm dưới đây luôn cho người ta kích thích cho người ta mua ha. Eto Card nó nằm dưới đây nè, đây. Đó. Và cái tab này thì mình để là đoạn like ha, gì đó mình để ha, đó. Rồi cái sản phẩm liên quan là để 4 cái trên tab 3 ha, sản phẩm liên quan là cái dưới này. Như này nè. Đó. Rồi. Đó là thế. Rồi payment icon thì muốn cái nào hiện ra thì mình để cái này là cái những cái icon đây nè.
mình muốn vào hiện ra thì mình để mình bấm vô con mắt để mình tắt mở ha. Rồi nó như thế, Google không mệt là như đó thôi. Rồi tiếp theo tới phần layout. Layout thì cái chiều ngang của trang web của mình á, chiều ngang cái trang web của mình là bao nhiêu, mình đổi vô đây tôi gọi là 1250 ha, cho nó rộng ra một chút đó. Rồi còn mặc định tôi để như vậy luôn, còn mà sau này các bạn muốn chỉnh cái kích thước nào, chỉnh cái kiểu nào cho mình chỉnh đó. Sau khi mình chỉnh cái, ví dụ mình chỉnh xong kích thước thì cho vô cái chỗ mà shop này nè, nó sẽ rộng ra nè, cái chỗ này nó rộng ra dễ nhìn hơn. Khi mình chỉnh cái kia nó rộng ra rồi đó, rộng ra thì cái chỗ này, chỗ này nó chưa có rồi đó, size 3 này chưa có luôn nè. Để tôi đang lưu ra, tôi đang coi ở đây nó có rồi đó, size 3 có chưa ha, shop nè. Chưa có thì mình phải chỉnh lại cho nó có cái đằng này đi ha. Vô không mệt nè, vô product pay nè, mình cho nó là cái xe ba lớn này đi mới đúng, này nhỏ quá đó, vậy mới có nè. Cái chỗ chỗ này mình cho nó đây, cho nó 50 đi ha, nó cho nó chút. Rồi cái chỗ danh mục sản phẩm này mình cho nó là 4 hàng đi. Tên này 4 rồi ha. 4 rồi chứ này 3 ít quá nè. Đó, 4. Rồi. Chỗ product pay này thì mình cho cái chỗ sản phẩm liên quan này cũng 4 luôn. Nãy mình để 4 đúng rồi. 4 4 4 rồi ok. Đã xong bằng product C3, product xong bằng Google Format, Google Format Show ha. Rồi tới phần layout, layout cũng xong luôn, 1250 ha. Footer, footer hiện tại thì mình chưa có làm, tới phần footer mình sẽ đi sâu hơn ha. Portfolio thì mình đây mình không có làm, nên widget thì mình sẽ làm sao. Nhưng tạm thời như đó thôi, tạm thời là như thế là đủ rồi đó. Đủ cái phần cấu hình của mình rồi đó. Mình tạm thời lưu lại, mình qua đây mình coi. Không có sai. Đó, rồi mình cấu hình về màu sắc, kích thước trong web nè. Layout và kích thước trang web nè, về layout về tin tức nè, layout về shopping nè, ha. Layout và shopping mình cấu hình xong. Đó. Rồi. Đó là xong. Xong bằng custom option nha. Rồi. Tiếp theo video clip tiếp theo mình sẽ đi với phần thiết kế cái trang chủ nha. Rồi kết thúc video ở đây, em là chị video tiếp theo.